Tìm hiểu chi tiết về tê giác, đặc điểm của con tê giác tổng hợp những kiến thức cần biết. Con tê giác là một trong những loài vật được săn lùng nhất thế giới, nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Vậy vì sao lại như thế? Đặc điểm của con tê giác. Đặc trưng dễ dàng phân biệt nhất của loài tê giác là chiếc sừng lớn trên mũi. Sừng tê giác to, nhọn và có chiều dài khoảng từ 10 đến 20 cm. Sừng tê giác có thành phần cấu tạo bao gồm keratin tương tự với tóc và móng tay của con người. Toàn thân con tê giác được bao phủ một lớp da từ chất keo với độ dính dày như một chiếc áo giáp giúp chúng bảo vệ cơ thể. Sừng tê giác được sử dụng trong y học cổ truyền của châu Á chủ yếu ở Trung Quốc và Việt Nam và thường được dùng làm đồ trang sức làm dao găm ở Oman, Yemen. Nhiều người tại Đông Nam Á tin rằng nếu mài sừng tê giác với nước hay rượu để uống thì sẽ có thể chữa bệnh. Chiếc sừng nhọn dùng để tăng sức mạnh cũng chính chiếc sừng đó khiến chúng bị con người săn bắn rất dữ dội. Quá trình sinh sản và trưởng thành của tê giác Loài tê giác cũng giống với các loài động vật khác, khi mùa mưa bắt đầu thì chúng sẽ đi giao phối. Sau khoảng 15 tháng mang thai, con tê giác con sẽ được sinh ra. Khi chúng mới sinh có trọng lượng khoảng 30 kg, sau 3 ngày chúng có thể chạy theo tê giác mẹ. Khi chúng trưởng thành thì có cân nặng khác nhau như trung bình có trọng lượng từ 450 kg đến 1370 kg. Thực trạng các loài tê giác hiện nay Toàn bộ số lượng tê rác trên thế giới hiện nay đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng do bị săn bắn và nạn phá rừng ngày một tăng cao. Chúng bị săn lùng bởi những lợi ích quý giá mà chúng mang lại. Có thể chúng là một dược liệu quý hiếm giúp chữa động kinh, co giật. Nhiều người còn cho rằng sừng của tê giác có chức năng giúp đàn ông tăng cao khả năng trang gối. Không những thế, phân và nước tiểu của loài tê giác có tác dụng khử mùi hôi trong môi trường, tốt với thảm thực vật. Chúng còn là một dược liệu quý. Nhiều động vật sẽ liếm nước tiểu và ăn phân của tê giác để có thể chữa bệnh. Để cứu loài tê giác còn sót lại trên trái đất, nhiều tổ chức bảo vệ động vật thiên nhiên đã vào cuộc. Tuy rằng rất khó khăn nhưng chúng ta phải làm để bảo vệ chúng. Hy vọng khi bạn đọc bài viết này hãy cùng chung tay bảo vệ loài động vật quý hiếm này nhé. Phân loại con tê giác và thức ăn của con tê giác. Cách đây 2 năm, ngày 15 tháng 4 năm 2015, trong một cuộc họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Lorinda Hen đại diện cho Rhino Rescue Project dự án giải cứu tê giác cho biết, đã quyết định bơm chất ectoparasitis vào sừng tê giác để bảo vệ tê giác tại Nam Phi và những nơi có nạn săn bắt trộm. Điều đó cho thấy nạn giết hại tê giác đã ở mức cực kỳ báo động. Một chất ectoparasitis cho vô hại với tê giác, nhưng nó có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng. Sở dĩ người ta phải bơm chất đó vào sừng tê giác là để ngăn chặn nạn giết tê giác để lấy sừng do giá sừng tê giác trên thị trường buôn lậu là rất đắt. Đó là một nỗ lực giải cứu tê giác khi mà chỉ riêng trong năm 2014 đã có tới 1.200 con tê giác chết do nạn săn bắt ở Nam Phi. Nhìn tổng thể, tê giác đang đứng trước nguy cơ diệt chủng trên phạm vi toàn trái đất. Tê giác hùng Nam chi có nhiều ở Châu Phi và Châu Á. Đó là một động vật được cho là còn sót lại từ thời tiền sử. Nó cũng là loài mãnh thú to lớn, đầy sức mạnh. Nét nổi bật của tê giác là lớp da bảo vệ của chúng được tạo thành từ các lớp chất keo với độ dày như một bộ áo giáp và nhất là chiếc sừng mọc trên mũi rất độc đáo. Chiếc sừng ấy tạo thêm sức mạnh cho tê giác nhưng cũng làm hại chúng do bị săn bắn quá dữ dội. Tê giác còn được gọi là tê nghiêu con tê cộng với chiếc sừng thành tê giác. Không biết từ bao giờ và từ đâu người ta cho rằng sừng tê giác có tác dụng lớn trong việc chữa trị những bệnh nan y. Vì vậy, sừng của động vật này được săn lùng giáo giết, với giá bán cao hơn bất cứ loại sừng động vật nào. Sừng tê giác có thành phần cấu tạo tương tự tóc và móng tay con người. Vì thế, y học hiện đại cho rằng nó hoàn toàn không có giá trị y học. Nhưng, bất chấp những khuyến cáo khoa học, trên thị trường sừng tê giác vẫn được lén lút mua bán. Trong năm loài tê giác hiện xác định được thì tất cả đều có một tương lai không an toàn. Để cứu được năm loài tê giác còn lại trên trái đất khỏi bờ vực tuyệt chủng, nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã tích cực vào cuộc tuy rằng những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng thành công. Tê giác Ấn Độ còn được gọi là tê giác một sừng lớn, chúng sống ở vùng đồi thấp dưới chân dãy núi Himalaya thuộc Nepal và Ấn Độ. Khi trưởng thành, một con tê giác có độ dài toàn thân khoảng 3,5 mét. Da của chúng gồ ghề nối ghép các miếng lại với nhau trông như một thảm đinh tán. Tới nay, còn chừng hơn 2.000 con sống trong thế giới tự nhiên. Tê giác trắng sống tập trung ở miền Nam Châu Phi. Chúng có đôi môi vuông và một cái bướu ở phía sau cổ. Đây là quần thể tê giác phổ biến nhất, với số lượng hiện còn khoảng hơn 20.000 con. Tê giác đen sống tập trung ở Đông châu Phi, một phần ở miền Trung châu lục này. Đôi môi của chúng khá nhọn, da của chúng màu nâu ngả sang đen, hiện còn khoảng 4.000 con. Tê giác đen sinh nở ít, lại bị săn lùng giao giết nên nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Hiện tại, các quốc gia Kenya, Tanzania, Cameroon Cộng hòa Nam Phi, Namibia và Zimbabwe đều đã lên chiến lược bảo vệ chúng. Tê giác đen khi trưởng thành cao khoảng 1,5 m chiều dài toàn thân khoảng 3,5 m Cân nặng của chúng khá khác nhau khi trưởng thành, từ 450 kg đến 1.360 kg. Tê giác đen có hai sừng, sừng phía trước to hơn và dài từ 50 đến 70 cm. Sừng thứ hai nhỏ hơn, cá biệt có con có tới 3 sừng. Tê giác đen chỉ ăn cỏ các loại lá cây, cành và chồi non. Kể cả cây bụi có gai chúng cũng ăn được. Trên da của tê giác đen, sinh sống và ẩn náu nhiều loại động vật kỳ sinh. Khoảng đến năm thứ năm, tê giác cái bước vào tuổi sinh sản, trong khi con được phải đến năm thứ 8 mới trưởng thành. Cũng giống như những loài tê giác khác, chúng giao phối theo mùa, khi mùa mưa bắt đầu. Sau 15 tháng mang thai, con non mới sinh đã nặng hơn 30kg. 3 ngày sau, chúng đã có thể chạy theo mẹ tê giác đen trong môi trường tự nhiên có thể sống đến 40 năm. Tê giác Sumatra sống tập trung tại Đông Nam Á. Loài này cũng có hai sừng, là loài tê giác có nhiều lông nhất. Do sự săn bắn, giết hại quá dữ dội, hiện loài này chỉ còn khoảng hơn 200 con, đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Tê giác Java là loài tê giác một sừng, dài khoảng 20cm, chiều dài toàn thân khoảng 3m. Người ta cho rằng, Hiện chỉ còn 40 con Terax Java sống tại một vườn quốc gia nhỏ ở Indonesia. Những nghiên cứu đầu tiên về loài tê giác này xuất hiện vào năm 1787, khi hai con vật bị bắn chết tại Java. Nhà tự nhiên học người Đức Petrus Camper mất năm 1789 đã coi chúng là một loài riêng biệt. Tê giác Java là loài động vật sống đơn độc, ngoại trừ những khi giao phối và mẹ cùng con non. Chúng rất thích ngâm mình trong bùn để duy trì cho cơ thể luôn mát mẻ và chống được bệnh tật và sinh vật ký sinh. Vào năm thứ ba, con cái đã thuần thục trong việc sinh sản, còn con đực là vào tuổi thứ sáu. Thời gian mang thai của chúng ước lượng khoảng 16 đến 19 tháng. Sau 5 năm chúng mới có thể giao phối lại để sinh lứa tiếp theo. 2. Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung cho biết theo các tài liệu của y học phương Đông, sừng tê giác là một vị thuốc được xếp vào nhóm thuốc thanh nhiệt lương huyết. Nhưng nó không phải là thần dược và mãi mãi không phải là thần dược. Tới nay, ngay cả trong đông y, người ta cũng không dùng sừng tê giác để chữa bệnh, vì nếu xét về hợp chất của sừng tê giác thì cũng có nhiều thảo dược khác thay thế rẻ tiền, dễ tìm. Trong y học phương Đông có tất cả khoảng một vạn bài thuốc, nhưng không có bài thuốc nào dùng sừng tê giác độc vị. Sừng tê giác có chữa được ung thư không? Theo Đông y, bệnh này do hàn tích lâu ngày mà sinh ra. Trong khi sừng tê giác là vị thuốc tính hàn nếu dùng điều trị bệnh ung thư thì hàn gặp hàn nên càng tụ lại do đó dùng sừng tê giác để điều trị chứng này là một việc làm sai lầm. Còn sừng tê giác có tác dụng bổ dưỡng làm cho người khỏe mạnh hơn không? Thực sự thì nó không có tác dụng bổ huyết, bổ khí, bổ âm, bổ dương nên không làm cho con người khỏe ra và cũng không có chuyện uống sừng tê giác để tăng tuổi thọ. Tuy thế, trên thị trường, sừng tê giác vẫn được săn lùng. Và cũng từ đó, xuất hiện sừng tê giác giả, làm từ sừng trâu. Nhiều người do quá tin vào công dụng của sừng tê giác, nên đã bỏ ra một số tiền lớn để mua sừng châu đó là điều rất đáng tiếc